giùm không các bạn? Các bạn hãy bình luận ở dưới cho mình biết ý kiến chứ nghe. Chú thấy con lại bộ tội nghiệp quá nên chú trở về giùm thôi chứ không có gì đâu. Nghe các bạn, tuy nhiên thì một bịch thức ăn không đủ đâu, cho nên mình mua cho hai bạn hai bịch mà vẫn thấy thiếu nè. Có bạn nào thích đi những quán cá coi như thế này không? Các bạn hãy bình luận ở dưới cho mình biết chứ nghe. Cảm ơn. Các bạn ơi, hôm nay mình tự đi học về luôn, mình thăm đợi mẹ rước luôn á. Ủa, con đi về một mình hả? Lên xe đi, chú chở cho. Con đâu có quen chú đâu mà lên xe chú. Con lên đi, chú chở con về giùm, chú không có lấy tiền đâu. Các bạn ơi, mình có nên lên xe chú này chở về giùm không các bạn? Các bạn hãy bình luận ở dưới cho mình biết ý kiến chứ nghe. Chú thấy con lại bộ tội nghiệp quá nên chú chở về giùm thôi chứ không có gì đâu. Kim mẹ, con nói chuyện với ai vậy Kim? Hả, mẹ con tới hả? Vậy thôi chú đi à. Ủa sao chú này chạy nhanh dữ vậy ta? Sao không ở trường đợi mẹ rước về mà lại bộ vậy con? Dạ tại hôm nay về sớm cho nên con muốn tự lội về, mà hồi nãy cái chú kia cứ kêu con lên xe á mẹ. À, con còn nhỏ tan học cứ ở lại trường đi rồi mẹ sẽ đón con. Con không nên tự ý đi về một mình như vậy, lỡ gặp người lạ người xấu là nguy hiểm lắm nghe con. Dạ con nhớ rồi. Các bạn ơi, các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký để chia sẻ những bạn khác biết nữa nghe. Yeah. Chị hai ơi, em có bực thức ăn cá này, bây giờ mình đi cho mấy bạn cá ăn đi. Yeah. Cá ơi, mấy bạn đói lắm rồi phải không? Lại đây hai chị em mình cho mấy bạn ăn nè. Bạn ơi, mấy bạn cá này đói lắm rồi cho nên mình vừa bỏ thức ăn mấy bạn cá bơi lại quá nhiều luôn. Nhưng mà mình chỉ có một bịch thức ăn hà, không thể nào cho mấy bạn cá ăn đủ hết được. Các bạn hãy bấm like và đăng ký ủng hộ cho mình nha, để mình tìm thêm thức ăn cho mấy bạn cá này nữa nha các bạn. Mấy bạn cá ở đây vừa dạng mà vừa đẹp nữa nha các bạn. Tuy nhiên thì một bịch thức ăn không đủ đâu, cho nên mình mua cho hai bạn hai bịch mà vẫn thấy thiếu nè. Có bạn nào thích đi những quán cá coi như thế này không? Các bạn hãy bình luận ở dưới cho mình biết với nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều.